Trời ơi, cả bụng quá. Trời ơi, tôi cả bụng quá. Cả bụng quá. Cô Ngân cho mình ăn thuốc độc rồi. Cả bụng quá. Mọi người có nhu cầu mua hạt liên quân, hạt phi phai giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobạc.com. Shop này do Gao Bạc đứng tên và chịu trách nhiệm hoàn toàn nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Cô Ngân. Hôm nay mình sẽ có một phi mụ mới, đó là Gạ Kèo Gao Bạc ăn tôm càng xanh mọi người. Hay mình thèm tôm càng xanh quá, nhưng mà mình có một ý tưởng nảy ra, đó là sẽ Gạ Kèo Gao Bạc ăn, sau đó đòi tiền của Gao Bạc, được không mọi người? Chua, bây giờ mình sẽ qua nhà của Gao Bạc để mà gạ kèo nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gõ cửa nha mọi người. Gõ cửa. FBI, open up. Mở cửa. Anh tôm không? Tôm. Đúng, nặng, sắp đúng không? Nặng quá. Ăn không? Ăn không? Ăn. Ngon lắm á. Phải ăn chứ. Ok. Ghê quá à. Ok, bây giờ mình sẽ xếp này lên đây cho nó chuyên nghiệp nha mọi người. Ăn cho nó sạch sẽ. Nè nè, em thấy đấy nhỉ. Ôi em này bất ngờ lắm á nhờ. Ngon không? Ôi ngon lắm luôn á. Tiếp. Cái này là bơ tỏi nè, mọi người mùi nè. Thơm quá. Wow. Cái này là thuốc cari nè, ngon không? Tiếp. Đói bụng luôn. Trời ơi, đó. Hôm nay cô Ngân cho Gao Bạc ăn nhiều quá nha. Nhìn nhẹ phải thương cô Ngân đi nha. Đói bụng quá. Cái này là nướng nè. Nướng khỉ đâu? Nướng vậy đó hả? Chắc thế. Nani? Chắc thế. Ok, bây giờ mình sẽ xếp lên đây nha mọi người. Nướng đây nè, đây mới nướng nè. Không phải đâu. Trời ơi, một gỗ luôn. Một gỗ luôn. Chứ các bạn ăn sướng quá nha. Rồi, bắt đầu ăn thôi. Và bây giờ chúng ta cùng ăn thôi. Mà ở đây là không cho bao tay, nhà mình chỉ còn một cái bao tay nữa thôi rồi. Rồi, được rồi. Anh ăn bốc cũng được. Ngon quá à. Anh ăn bốc cũng được. Thôi, anh gặp bạn ăn cái đó đi. Nè. Nhưng mà hình như hai nước chấm này. Nani? Một cái có mù tạt, một cái không có gì nào. Cái này có mù tạt. Bớt xào đi má. Vô tí xào mù tạt hết. Ăn thử nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử con nào to nhất ở đây. Cuối cùng vẫn bị ấy mất một cánh tay. Vẫn bị dơ mất một cánh tay. Vứt vỏ. Wow. Nè. Ngon quá. Vứt hết cái đầu đó luôn hả? Anh thích ăn đầu thì anh ăn đầu. Người ta vẫn ăn đầu được đó anh. Anh dục đầu. Bởi vì quá nhiều cho nên là quý vị ăn. Trời ơi. Anh nói ngon đi. Trời ơi mấy má ơi. Tôi ăn mà thấy thèm rồi. Chúng ta sẽ tắm. Trời ơi, mình sẽ ăn con cò này nha mọi người. Trời ơi, có cả trứng nè. Nó ói cả trứng nha luôn. Sợ thật sự. Ngon quá à. Trời ơi, trứng nè. Trứng ngon phết mọi người ạ. Nhưng mà mình không có hợp ăn trứng nào. Mình sợ đến mụt đấy. Mụn á. Lừa đó. Ở đây thì mình mua thêm 2 ổ bánh mì để mình chấm vô ba cái nước sốt hồi nãy. Bao gồm là nước sốt bơ tỏi, nước sốt cà ri và nướng thì nướng chắc là dầu mỡ thôi. Bật thế rồi phải kéo dây nỉ các thứ. Nhìn Gao Bạc cùi. Cái gì? Nhà Gao Bạc cùi. Xài điện thoại không sạc pin rồi kêu nhà người ta cùi. Vãi lòng không? Nani? Nổi khỏi nhà là may. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Không ăn rồi đúng không? Đi ra khỏi. Nó nói gì đâu? Nó không được nói gì cả. Cô Ngân nhảy vào miệng, cô Ngân nói hết rồi. Ngon rồi, nãy giờ anh ăn 3 con mà mới ăn có 1 con thôi nha. Kệ cô Ngân, ăn mình nghiện mà. Cảm ơn cuộc đời mà làm cô Ngân một cái nha. Ui, cảm giác bây giờ kiểu nó đang dính miệng này, trong vun cô Ngân phát nhỉ? Dạ. Dạ. Thôi bây giờ làm người ai làm thế nhở? Nhìn liếc đây này. Vả. Chưa đối chữ không? Vừa ăn rồi chưa đối chữ đấy. Ok. Ừ, chưa không? Trời. Rồi. Em ơi. Em ơi hả? Cái gì sao cưới? Không biết. Em ơi. Không biết. Trời ơi anh. Ơi anh. Anh yêu em. Cô Ngân bị gài. Gao Bạc. Cái gì? Gao Bạc. Cái gì? Nói chữ quá. À, bạn đẹp trai. Trai xấu. Hả? Trai xấu. Xấu quá. Xấu nên không bao giờ đẹp được bằng bà. Ngon đi. Đây xấu trai. Bà xấu trai á? Nhưng trai không bao giờ đẹp được bằng bà. Bạn đúng trai mà. Trai không bao giờ đẹp được bằng bà. Đây. Bạn xấu tính. Nhưng à quên. Bạn xấu tính á? Tính bạc rất hiền lành. Anh thật sự luôn. Bảo vệ người anh cũng không xong, lỡ là người yêu không, thế thì có xứng đáng hay không? Anh đi gặng ăn trai nhưng không bao giờ thật thương người là tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi nhưng bởi vì không kém đến thôi. Anh đã từng thấy sai nhưng anh đã cố gắng đến nơi. Nếu anh quên rồi, anh đã khai chi anh ăn. Hay không? Ui dồi ôi, mới ăn một tí mà sắp hết rồi, còn có 20, 40, 80, 90. 100 con nữa. 2, 4, 6, 8. Có 9 con à. Giờ mình sẽ ngồi mình phân tích từng con tôm một nha. Con tôm 8 cẳng, 2 cẳng. À không, đấy con cua rồi. Con tôm mấy cẳng nhưng mà có 2 cái cẳng. Nói chung là mình rất bàng hoàng vì tôm. Thế cho nên là mình cứ lâm sơm. Hết thơ rồi. Hết nghĩ ra thơ. Chị không nghĩ ra. Đó làm gì mới có ăn, không làm chị ngồi lên kiếm lấy lòng mà ra. Cô Ngân làm thơ giống kiểu không làm thơ ấy nhở. Người nhở? Làm thơ như xịt vậy. Đây. Ok mọi người thì nói chung là bữa ăn bọn mình sắp xong rồi. Tầm 5 con. Còn đâu à? Mình anh ăn hết cái chừng mới nha. Không. Anh ăn hết đi. Ăn không hết được đâu. Em trả tiền nha. Rồi ăn xong rồi trả tiền cho vợ. Hả? Quên. Trả tiền. Cái gì? Trả tiền. Là sao? Anh có ăn lại giờ anh có ăn không? Không, nãy giờ không ăn cái gì hết trơn á, nãy giờ mình chưa ăn cái gì hết luôn á. Nãy giờ chưa ăn được một con luôn. Nãy giờ ai thấy tôi ăn không? Không ai thấy đúng không? Là vì ai thấy tôi ăn. Đi ra mà trả tháng cho được 20.000. Xài cuối tháng mà để lại 5.000. Mà bây giờ kêu là trả tiền. Kêu là bao nhiêu đấy? Bao nhiêu hết cả đồng? 1 triệu. Trời ơi, đau bụng quá. Trời ơi, đau bụng quá. Cái gì đó, đau bụng quá. Cô ơi, cho mình ăn thuốc độc rồi. Đau bụng quá. Cô ơi, bỏ thuốc độc hay là thuốc sổ ở đây đúng không? Cô ơi, bỏ thuốc sổ ở đây để gài mình rồi. Đau bụng quá. Anh bà, trả tiền đây. Không có tiền đâu. Đau bụng quá, từ lúc nghe thấy tiền tới giờ đau bụng hẳn ra rồi. Đau bụng quá. Bật nhái gì đó. Tao bụng, tao bụng này. Ông không có cái hiện tượng gì đâu. Hiện tượng quá đi là không sờ được vào áo. Bây giờ anh không trả tiền cho bỏ đi luôn. Anh trả tiền cho bỏ đi. Dạ 500 cũng được. Không có tiền. Không có tiền. Đưa 500. Không có tiền. Không có tiền sao bụng ăn? Thì ăn nốt cho hết tiếng của. Đưa tiền. Rồi, anh quyết định rồi, anh là ô xin trả nợ cho vợ. Không, đừng có. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Vậy là mình sẽ là ô xin để trả nợ cho cô Ngân. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Bye bye.